Hôm nay ngày 30 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định, ông Đỗ Anh Dũng cùng các bị can Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi sao Việt, Trần Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông, Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh, Phùng Thế Tính, cựu Giám đốc Tài chính Kế toán của Tân Hoàng Minh đã lựa chọn các công ty con thuộc Tân Hoàng Minh để phát hành trái phiếu riêng lẻ có tài sản bảo đảm để tạo niềm tin, thu hút nhiều người mua trái phiếu. Mục đích bán trái phiếu nhằm huy động rồi chiếm đoạt, sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau. Tại thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Tân Hoàng Minh đã huy động được gần 14.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành, mua bán 9 gói trái phiếu trái pháp luật. Cơ quan điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng. Quá trình điều tra đến nay, ông Dũng đã nộp lại và Bộ Công an đã thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, bảo đảm thi hành án, hoàn trả cho bị hại. Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 20 khiến 4 người tử vong, 5 người bị thương, chiều ngày 30 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo điều tra ban đầu, Hoàng Văn Tính, sinh năm 1986, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 50F00483, chở theo 32 hành khách, lưu thông trên quốc lộ 20 hướng từ Dầu Dây đi Đà Lạt. Khi đến km 48 thuộc địa phận ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Tính lái xe ô tô vượt bên trái qua phần đường chiều ngược lại và đâm trực diện vào ô tô loại 16 chỗ ngồi, biển số 86B01575, do lái xe Nguyễn Văn Cảnh, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận điều khiển, đang chở theo 8 hành khách đang lưu thông chiều ngược lại. Hậu quả của cú tông mạnh làm 4 người tử vong và 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Tất cả đều đi trên xe ô tô 16 chỗ ngồi và ngụ tỉnh Bình Thuận. Đến 8 giờ cùng ngày, lái xe Tính đã đến công an huyện Định Quán đầu thú. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và huyện Định Quán đã đến hiện trường, chỉ đạo điều tra vụ việc và hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị tử vong và bị thương. Thưa quý vị, ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung tối đa nhân lực, thuốc men để cứu chữa cho các nạn nhân bị thương, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Thưa quý vị, dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới nhất, Bộ Công an đã đề xuất tất cả ô tô cá nhân nên lắp camera giám sát hành trình cả trong lẫn ngoài. Tuy nhiên, dự thảo này không bắt buộc người dân phải lắp thiết bị trên mà khuyến khích là nên lắp, nhằm mục đích bảo đảm an toàn giao thông. Dự thảo đã nhận được sự quan tâm của nhiều người dân. Trên thực tế, hiện đã có rất nhiều phương tiện cá nhân tự trang bị thiết bị camera giám sát hành trình nhằm mục đích ghi lại hình ảnh sự cố xảy ra trên đường. Với việc này, người điều khiển phương tiện có thể chứng minh được đúng hay sai trong các tình huống bất ngờ xảy ra trên đường, có thể lưu lại bằng chứng khi có kẻ gian xâm hại xe mình và người khác. Trong quá trình mình di chuyển ấy, thì là mình còn bảo vệ cho mình nhiều cái vấn đề trên đường nó xảy ra, bản thân mình cũng đang lắp cái đấy. Nếu mà cái hạn chế của cái cam hành trình đấy thì nó, nếu mà tính về cái mặt riêng tư thì cũng có một số người là ngại, ví dụ như là cái lộ trình của mình đi đâu về đâu, lắm cái cam hành trình ấy còn không tắt tiếng, thu được tiếng, thì những cái chuyện bí mật mà đi mình nói trên xe ấy, thì nó thu hết vào thì bị người khác. Nếu mà chuyện bình thường thì không sao, nhưng cái chuyện mà nó hơi khuất tất một chút thì nó cũng khó. Vậy ta phải xác định là cái thiết bị này nó cũng có tác dụng rất tốt. Tuy nhiên, cái này mà áp cho tất cả các xe cá nhân, hiện nay ở Việt Nam ta quãng độ 4 triệu xe cá nhân cũng phải lắp cái thiết bị này thì theo tôi là chưa hợp lý lắm. Nên chăng không phải một điều luật cứng bắt buộc mà chỉ cần khuyến khích người sử dụng phương tiện. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cũng cho biết đề xuất đưa ra mới chỉ là dự thảo,
cơ quan soạn thảo sẽ ghi nhận những đóng góp của người dân, các cơ quan tổ chức để chỉnh lý và đưa ra điều khoản hợp lý, khoa học, bảo đảm tính nhân văn. Mục tiêu cao nhất của các dự thảo luật là hình thành văn hóa giao thông hiện đại, hướng tới tiếp cận văn hóa giao thông của các nước phát triển, đề cao bảo vệ tính mạng con người.